Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ok, hello và xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sikeo. Wow, đậu xanh. Ai kiếp vậy hả? Úi dồi ôi em ơi, úi dồi ôi em ơi, làm cái gì vậy hả? À đủ thiên nhiên, ok. Như vậy thì khá là nhanh, mình đã có được ngay một bạn đầu tiên. Wow, để coi. Hiện tại thì kẹo mới chỉ có combo súng đó là Famas cộng với một khẩu súng tiểu liên VSS nha mọi người. Thật ra thì các bạn hãy nên gọi khẩu súng VSS nó là một cái khẩu súng bắn tỉa. Cơ bản là nó được trang bị sẵn kẹo ngắm 1x nha mọi người. Lượn lờ một xíu qua đây coi. Hình như là có một đứa ở ngay phía trên này luôn. Chạy vào luôn nhỉ. Và sao phải ngại hả các bạn? Wow, đậu xanh. Kia hả em? Em ơi, coi chừng vỡ đầu nhé em ơi. Úi dồi ôi, ok. Và vỡ đầu luôn nhé. Khá là easy anh em ạ. Lút đổ cái nào. Ngon, kẹo đã có cho mình được 3 lô 2. Ngoài ra thì mình đã có được mũ 3 với lại một cái giáp lịp và 2 nữa. Có một cái nấm 2 củ này. Và kẹo sẽ ăn nó luôn. À đâu, đây là nấm 3 củ. Sorry anh em là kẹo hơi nhầm một xíu nhá. Lối này con nào nó có một chiếc xe và tất nhiên là chúng ta sẽ đi xe luôn cho nhanh nhỉ. Mình sẽ lượn qua đây con nào. Ồ, là gậy bóng chày. Nên là thôi, chảo nó đỡ đạn, tốt hơn gậy bóng chày mà. Nên là chúng ta sẽ không lượm gậy bóng chày để làm gì cả. Đây, xe này mặc dù là nó chạy hơi bị sedan nhưng mà hiện tại thì mình lại chơi cái nhân vật Misa, nên là lái xe rất là nhanh luôn. Đó, anh em thấy chưa ạ? Chứ còn là bình thường con xe này nó chạy cực kỳ là chậm luôn. Đây, vẫn chạy khá là ổn đấy chứ anh em. Anh em có nghĩ là trên này liệu rằng có thanh niên nào không nhỉ? Rất là vắng nhá. À đâu? Úi dồi em ơi, quần xanh dương hả em ơi? Em ơi, quần xanh dương hả em? Đậu xanh. Và vỡ đầu luôn. Ơ kìa, what the hell thằng này? Ngáo hả em ơi? Ngáo hả em ơi? Ngáo hả em ơi? Ok luôn. 4 kill nhẹ nhàng và tình cảm. Nào lút đồ cái đã. Ngon, cả đã có được 3 lô 3. Với lại thì mình vừa đổi qua khẩu súng, đó là khẩu súng P90 nhá. Lút xa thì chúng ta sẽ có thêm một đạn súng trường. Uầy, có cả nòng súng Live 3 nữa hả? Quá là tuyệt vời. Thế là bây giờ kẹo chỉ cần kiếm cho mình được một cái tay súng Live 3 nữa là quá là ổn luôn nha. Đây, lên xe này và chạy luôn thôi nào anh em ơi. Ở đây, what the hell, còn người đấy hả? Ơ kìa, uầy. Đây hả, đây hả, đây hả. À, sợi anh à. À, sợi anh à, ok. 5 kill. Đơn giản phải không mọi người ơi? Mình sẽ chạy qua chỗ này. Và tất nhiên là chúng ta sẽ lượm sang nó luôn. Đó, rút sang luôn nào. Ngon. Đã có thêm được một cái bắn súng Live 3. Uầy, phía dưới thung lũng nằm vào nhau cực kỳ là căng thẳng. Uầy, đâu vậy? À đủ đây hả? Để lên hả em ơi? Tính là để lên để ăn anh hả? Anh lại sợ chủ quá cơ. Hello thanh niên. Hello thanh niên. What the hell thanh niên. Xong luôn. Uầy, không ngờ là mình còn cầm lộn cả P90 để bắn xa nữa. Thật sự là đỉnh cao quá mà. Đáng lẽ ra là cái pha lúc nãy là mình sẽ phải cầm Famas để mình sấy cơ. Ai lại cầm súng tiểu liên P90 để bắn xa bao giờ? Ồ, và đây, chỉ còn lại có 15 người chơi nữa ở trong cái ván đấu này. Có vẻ như là trận đấu này thì các thanh niên của chúng ta hạ gục nhau khá là nhanh. Ok, tuyệt vời. Như vậy là hiện tại khẩu súng Famas của tôi đã được trang bị những cái trang bị súng ngon nhất. What the hell, what the hell, tính chơi với anh hả? Và đã xong mạng thứ 8, cực kỳ là ngon lành. À đâu, hiện tại thì đang còn thiếu mất cái bắn súng Live 3. Với lại thì khẩu súng Famas của tôi hiện tại đang dùng đó là cái ống ngắm nhiệt. Ống ngắm nhiệt thì không thể nào mà nó dùng ngon như ống ngắm 4x được anh em ạ. Đó, bình thường tôi nghĩ rằng là quan sát bằng ống ngắm 4x nó sẽ tốt hơn. Ống ngắm nhiệt thì chúng ta sẽ chỉ dùng cho map ban đêm mà thôi. Chứ còn là ban ngày thì mình thấy là ống nhiệt nó sẽ không cần thiết cho lắm cơ. Nhiều bạn kiểu như là chơi không quen thì sẽ cảm giác như kiểu là nó lại bị hơi bị rối mắt một xíu nhá. Và đây, 12 người chơi nữa. Wow, lượn lờ và kiếm người thôi nhỉ.
Sao phải ngại bố con thần nào? Nó lại vắng quá cơ nha em ơi. 12 thần nữa thôi mà. Nếu mà chạy kiếm được một cái con xe thì cái việc săn người nó sẽ rất là dễ dàng mà thôi. Mình sẽ lên tạm trò cái đã. Quan trọng là chúng ta sẽ phải kiếm thật là nhiều những cái trang bị ngon trước khi là bắt đầu những cái cuộc giao tranh, thì cơ hội chúng ta sống sót nó sẽ cao hơn. Chạy xuống phía dưới lên coi. Wow, có một cái xe lao này. What the hell, ai phải hả, ai phải hả, ai phải hả. Em ơi, làm cái gì hả em ơi. Thế là xong. Mạng thứ 9 dành cho sĩ kẹo. Ok, và mình sẽ cuốn máu cái đã. Đấy, từ từ cuốn máu này. Vừa nhún vừa cuốn máu luôn. À, cái động tác mà vừa nhún vừa cuốn máu thì sẽ giúp cho anh em như kiểu là tránh bị hack shop khi mà các bạn cuốn máu nha. Chạy qua đây và chúng ta sẽ có gì nhỉ? Wow, rất là nhiều đạn tử liên. Ngoài ra thì còn có một cái giáp 3 mới hơn cái giáp 3 hiện tại của mình nữa. Đây, và đổi luôn qua khẩu súng tử liên, đó là MP40. Và anh em có thể thấy là mình cũng đã có được một cái ống ngắm Munich. Thì combo Famas cộng với súng tiểu liên MP40 sẽ là một cái combo súng phải gọi là leo rank. Hầu hết là trong những trận đấu rank ấy thì người ta hay sử dụng hai cái khẩu súng này. Đó, và anh em chắc chắn anh em sẽ thấy như vậy rồi. Vì hai khẩu súng này thì hiện tại là đang như kiểu là best súng trong cái Free Fire, là hai khẩu súng tốt nhất luôn. What the hell? What the hell? Chạy đâu vậy hả em ơi? Ui, chạy đâu vậy hả em ơi? À, chạy đâu vậy hả em? Xem là chú sẽ chạy được đi đâu. Đơn giản là tại vì khẩu súng Famas cộng với MP40 thì hai khẩu này vô cùng là dễ kiếm ở trên những cái bản đồ của chúng ta. À, đậu xanh, đây hả em? Úi dồi ôi em ơi. Và đặc biệt anh em nếu mà chơi khẩu súng tiểu liên MP40 ấy, thì những cái màn hiệu ứng như kiểu là sấy thì nó cực kỳ là như kiểu là nịnh mắt anh em ạ. Rất là thích luôn nha. Đó. Ngoài ra thì cái tốc độ bắn của khẩu súng tiểu liên MP40 thì nó tương đối là nhanh luôn. Với lại thì cái lượng sát thương gây lên từ khẩu súng MP40 nó cũng khá là cao nữa. Đấy, vừa bắn vừa nhảy vừa sấy thì thật sự là kẻ địch rất là dễ bị hạ gục bởi khẩu súng tiểu liên MP40. Còn Famas thì là một khẩu súng trường, bắn tầm trung và tầm xa vô cùng là tốt, bởi vì là nó bắn theo cơ chế đó là bắn 3 viên một lần. What the hell, người đâu? Kia hả? What the hell, what the hell? Làm gì vậy Hải ơi? Úi dồi, anh lại sợ quá cơ. À, lên xe à? Lên xe à? Nick sau xe kìa mọi người ơi. À, mày chạy với anh à? Mày chạy với anh à? Mày chạy với anh được hả? Đổ xe chưa em ơi? Quay lại thêm một con xe nữa, căng thẳng vậy. Mình sẽ chạy xuống dưới cái đá. Làm gì mà căng bạn ơi? Làm gì mà căng? Tính tông mình hả? À bạn ơi, căng quá nhỉ. Ok, để xuống luôn. Mình sẽ chạy xuống phía dưới để kêu bạn luôn. Đừng tưởng là mình sợ bạn luôn nha. Đậu xanh thiên nhiên đã cầm sẵn khẩu súng tiểu liên, đó là MP40 này. Đấy, chạy vào. Úi dồi, úi dồi, úi dồi. Ok bạn ơi. Và ok, vậy là kẻ đã có được mạng thứ 11 nhá. Tưởng gì, thì ra là bạn này cũng là chơi nó khá là bình thường thôi. Ok, chạy lên phía trước con nào. Uầy, đứa nào đứng sau trụ điện kia hả? Hình như là cái đứa mà nó vừa chạy con xe mất chắc chính là nó nha em ạ. Và không phải là ai khác cả. Ok ok, chúng ta sẽ từ từ, tôi xem là cái góc nào mà bắn súng ấy hạ gục nó dễ nhất, thì bây giờ là tôi sẽ chạy qua luôn. Mình nghĩ là mình sẽ qua căn nhà gỗ bên cạnh, mà trước hết là loot xác từ thanh niên này cái đã. Wow, cực kỳ là nhiều những cái trang bị súng này. Ngon. Thế là hiện tại kẹo chỉ còn thiếu có mỗi cái, đó là cái bắn súng level 3. Thì sẽ như kiểu là full những cái bộ trang bị tím cho những khẩu súng của chúng ta nhá. Lúc này thì sao nhỉ? Vẫn chưa thấy ai. À kia kìa. Kia kìa nó kìa. Nó kìa anh em ơi, nó kìa anh em ơi. Nó kìa anh em ơi. À, hay lắm em ạ. Nào để coi, mình sẽ chạy tạm vào nhà gỗ coi. Hello bạn ơi, bạn đâu vậy? À đây rồi, đây rồi, đây rồi em ơi. Ok, và thế là xong. Thanh niên này đã trở thành một miếng mồi ngon của sĩ kẹo. Lên chơi cái nào. Wow, đây. Và đây chính là cái bắn súng level 3 cuối cùng. Thế là hiện tại là mình đã full trang bị súng màu tím rồi nhá mọi người. Toàn là đồ level 3 thôi, cực kỳ là ngon. À, giáp của mình mặc đang là giáp chống nổ, nhưng mà hiện tại nó hơi bị nát, nên là có lẽ chúng ta sẽ phải kiếm lấy một cái giáp ngon hơn chẳng hạn.
Hoặc là nếu như là kiếm được một cái nâng giáp thì cực kỳ là tốt luôn. Uầy, trong UAV không thấy ai cả. Và bây giờ thì kẹo sẽ chạy lên cái phía cổng trời. Đó, bây giờ là cổng trời có rất là nhiều thanh niên, nên là bây giờ kẹo sẽ chạy lên luôn và không ngại gì cả. Trên này nó chỉ có một cái thính mà thôi. Ngoài ra thì kẹo chưa thấy người xung quanh đâu. Wow. Chạy xuống phía dưới cơ nào. Đây rồi, và đây chính là thính. Thính này chúng ta sẽ có được một khẩu súng phóng lựu 379. Nhưng mà thằng nào nó lại ăn trộm đạn mất rồi. Có mỗi cái khẩu súng không, nên là mình sẽ không lượm nhá. Lên trên này con nào anh em ơi. Hiện tại thì mình đang cố gắng là quan sát xung quanh, xem là có đứa nào ở những cái khu vực xung quanh này không, vì là bo đã thu lại mà. Xem là chúng nó có chạy từ ngoài bo vào hay không. Ơ kìa, có người này. Ấy em ơi, chạy đâu vậy hả em ơi? Ôi chạy hả em ơi? Thực ra là ở ngay gốc cây hướng 75 độ này. À, dựng tờ măng cả. Căng nhỉ, từ từ. Mình sẽ chạy vòng theo cái hướng này. Đó, làm gì cũng phải từ từ nha các bạn ơi. Muốn nhanh thì phải từ từ. Đây, chạy qua phía này. Hello các bạn ơi, dựng tờ măng có vẻ là kín phết nhỉ. Mình sẽ tiếp tục qua bên này, xem là kín được bao nhiêu với sĩ kẹo. Kìa hả? Úi dồi ôi em ơi, còn kiểu như là đứng đây ngồi xuống nữa. Tính cắt sọ mình hả? Không sao, và kẹo đã có được mạng thứ 13. Wow, cái này là bom nó đang chuẩn bị rơi nha em ạ. Bom đang chuẩn bị rơi. Chạy qua phía này con nào. Anh em có thể thấy là mình đang cầm thêm một khẩu súng phụ nữa, đó là shotgun mini M1873. Thì thật ra là cầm cho vui thôi anh em ơi, chứ là từ đầu trận đến giờ thì mình đâu có dùng đến khẩu súng này đâu. Đó, hầu như là rất là ít khi mình dùng, ngoại trừ là những cái trường hợp mà hết đạn súng tiểu liên chẳng hạn. Thì lúc đấy chúng ta sẽ dùng những cái khẩu súng phụ như này. Câu thử đoạn anh xem con nào. Không biết là ở trên có người không nhỉ? Tôi nghĩ là kiểu này là không có ai đâu. Vậy thì chúng ta sẽ qua căn nhà bên cạnh này và tiếp tục là câu thử đoạn anh coi. Úi dồi ôi, ăn lựu nhà em. Ơ kìa, nó ngay từ một mọi người ơi. Úi dồi ôi, đây hả. Thế mà tôi cũng tưởng là bạn ở trên tầng 2 cơ. Ok, và xong luôn. Mạng thứ 14 dành cho sĩ kẹo. Ở đây thì có cả hai cái nòng súng giảm thanh nữa, nhưng mà ngày hôm nay thì kẹo sẽ không chơi giảm thanh luôn. Đó, chơi như thế này cho nó ngon anh em ạ. Cần gì chơi giảm thanh. Đây, qua bên này coi. Ngoài này chưa thấy một ai luôn này. Có lẽ có hai người chơi nữa thôi anh em ơi. Hành trình đến với top 1 đang rất là gần rồi. Quan trọng là bây giờ là kiếm người với lại kêu người nữa là xong. Ơ kìa, úi dồi ôi, đây hả? Ôi, bắn auto vào chảo anh em ơi. Bắn auto vào chảo này. Ngồi xuống. Úi dồi ôi, ngồi xuống và đã bắn vào chân thành công. Ơ kìa, câu liệu hải em ơi. Ôi, bọn đã thu rồi này. Anh em ơi, phải chạy cái đã. Tôi nghĩ là tôi sẽ phải chạy vào trong vỏ an toàn cái đã. Căng căng căng. Chạy vào trong thế nào mọi người ơi. Ồ, để coi. Ơ kìa, thằng cuối kìa. Thằng cuối kìa mọi người ơi. À, chạy xuống phía dưới hả? Ok, anh đuổi theo chú luôn. Em ơi, đứng lại đi em ơi. Tại sao phải chạy nhanh vậy hả? À, hình như là nó đang đứng phía sau căn nhà gỗ này. Ok ok. À, đứng ở dưới tầng nhá. Căng rồi nha. Căng rồi nha mọi người ơi. Úi dồi, úi dồi, làm gì mà căng. Làm gì mà căng. Ok, và cần nhân gấp luôn ạ. Thế là trong cái ván đấu này thì kẹo đã được top 1 rồi nha mọi người. Ăn mừng nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.